Xin chào quý vị và các bạn. Tùng La Hán là một cái chất liệu để làm bonsai rất được ưa chuộng. Tuy nhiên thì như các bạn thấy ở Việt Nam thì phần lớn chúng ta thường sử dụng để tạo tác những tác phẩm bonsai tầm trung và cơ đại, chứ ít người sử dụng làm bonsai mini. Thực ra thì với những tác phẩm, hơn 20 tác phẩm bonsai mini ở trong video này, thì quý vị cũng thấy được cái đặc tính rất tuyệt vời của tùng La Hán, đặc biệt khi nó được ghép với những cái dòng tùng La Hán lá nhỏ. Trong video này thì mời quý vị và các bạn cùng tham khảo hơn 20 mẫu tùng La Hán bonsai mini chất liệu lá nhỏ của nghệ nhân Đài Loan, và hy vọng những cái tác phẩm này sẽ mang lại cái nguồn cảm hứng cho các bạn tạo tác nên những tác phẩm tùng La Hán ở dạng bonsai mini rất là đẹp.
Thank you.